Tháng 10 là tháng của việc đối thoại đại kết. Nó bắt đầu với chuyến viếng thăm quốc tế thứ 16 của Đức Giáo Hoàng. Lần này ngài đến thăm Caucasus. Mục đích của chuyến đi là để thúc đẩy hòa bình trong khu vực và củng cố mối dây liên kết giữa giáo hội Công giáo và giáo hội Chính thống giáo Georgia, một trong những giáo hội đối nghịch nhất với Vatican. Có vẻ như chuyến đi đã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai khi Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Thượng Phụ Ilia Đệ Nhị liên tục bày tỏ những dấu hiệu của tình bạn. Thực tế, họ đã kết thúc buổi họp với một cử chỉ đặc trưng biểu hiện sự hiếu khách của phương Tây, đó là bánh mì nướng với trà và cà phê. Trên đường về Roma, Đức Giáo Hoàng đã đến thăm các thị trấn bị tàn phá bởi động đất ở miền Trung nước Ý, một chuyến viếng thăm xúc động đến không ngờ. Người đàn ông này đã mất vợ và hai con trong trận động đất hồi tháng 8, đã khiến 298 người bị thiệt mạng. Sự kiện đại kết tiếp theo mà Đức Giáo Hoàng tham dự là buổi họp mặt với Tổng giám mục Canterbury. Cùng nhau, họ đã kỷ niệm lần thứ 50 việc đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Ăn giáo. Khoảnh khắc xúc động nhất là khi vị giám mục Ăn giáo tặng Đức Giáo Hoàng cây thánh giá đeo trước ngực của chính ngài như một món quà. Vào ngày 10, Đức Giáo Hoàng Francisco đã công bố danh sách các hồng y sẽ được bổ nhiệm vào tháng 11. Ngài bổ nhiệm 17 vị đến từ 11 quốc gia. 13 người trong số họ có quyền bầu cử và 7 vị sẽ được chào đón tại các quốc gia không có đại diện của Hồng Y Đoàn. Ngày diễn ra nghi thức bổ nhiệm là ngày 19 tháng 11. La loro provenienza da 11 nazioni esprime l'universalità della Chiesa che annuncia e testimonia la buona novella della misericordia di Dio in ogni angolo della terra. Chuyến viếng thăm Thụy Điển để tưởng nhớ lần thứ 500 của cải cách Tin Lành diễn ra sau buổi gặp gỡ thân thiện này giữa những người Công giáo và Tin Lành, những người cùng nhau đến Roma để hành hương. A me piacciono tanto i luterani buoni, è il meglio che i luterani che seguono davvero la fede di Gesù Cristo. Invece non mi piacciono i cattolici tiepidi. Vào ngày 16 tháng 10, ngài đã phong hiển thánh cho 7 vị thánh mới, trẻ em, linh mục, nữ tu và thậm chí là giáo viên từ 6 quốc gia. Những câu chuyện khác nhau, hoàn cảnh lịch sử khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một lối sống. Questo è lo stile spirituale che ci chiede la Chiesa, non per vincere la guerra, ma per vincere la pace. Đức Giáo Hoàng khép lại tháng 10 thành công bằng chuyến viếng thăm Thụy Điển để tưởng niệm lần thứ 500 của cải cách Tin Lành và 50 năm việc đối thoại đại kết giữa hai giáo hội. Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng các Kitô hữu thời nay được kêu gọi hưởng ứng một cuộc cách mạng mới, cuộc cách mạng của sự dịu dàng. Para nosotros cristianos es una prioridad salir al encuentro de los desechados, porque son desechados de su patria, de los marginados de nuestro mundo. Y hacer palpable la ternura y el amor misericordioso de Dios que no descarta a nadie, sino que a todos acoge. A nosotros, cristianos, hoy se nos pide protagonizar la revolución de la ternura. Tại Thụy Điển, Đức Giáo Hoàng đã gửi đến thế giới một thông điệp rằng việc đối thoại là khả thi. Nếu những người Công giáo và Tin Lành có thể cầu nguyện cùng nhau, mặc dù đã bị chia cắt hơn 500 năm, điều gì đã ngăn cản phần còn lại của thế giới làm điều tương tự?